9 vụ nổ kinh hoàng nhất hành tinh được camera ghi lại. Thưa quý vị, đôi khi một vụ nổ không chỉ đơn giản là một vụ nổ. Nếu đủ lớn, đúng nơi và đúng thời điểm, nó có thể tạo ra những sự kiện vô cùng thảm khốc. Sau đây, mời các bạn cùng tìm hiểu về 9 trong số những vụ nổ chấn động lịch sử loài người. Trong đó có nhiều vụ mà hậu quả của chúng vẫn còn để lại cho đến tận ngày nay. Vụ thử nghiệm hạt nhân Trinity. Nói đến nổ bom nguyên tử thì chúng ta thường nhớ đến hai vụ đánh bom nguyên tử ở thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản hồi năm 1945, hơn là quả bom nguyên tử đầu tiên được kích hoạt, Gadget. Đây có thể được xem là thủy tổ của mọi thứ vũ khí hạt nhân và nó chính là tâm điểm của vụ thử nghiệm hạt nhân Trinity. Vào lúc 5 giờ 29 phút sáng ngày 16 tháng 7 năm 1945, tại hoang mạc Honada del Muerto thuộc thành phố Alamogordo, bang New Mexico, Hoa Kỳ, quả bom Gadget đã được kích nổ. Vào thời điểm phát nổ, một tia sáng làm mù tất cả các thiết bị quan sát, sau đó là làn sóng xung kích có thể cảm nhận được ở cách xa hơn 160 km. Vụ nổ đạt sức công phá 25 kiloton, tương đương 25.000 tấn thuốc nổ TNT. Các nhà khoa học phải đứng cách xa hàng chục km để quan sát nhằm đảm bảo an toàn tính mạng. Cuộc thử nghiệm bom Trinity đã tạo ra một đám mây hình nấm khổng lồ, có thể được nhìn thấy được ở khoảng cách hàng trăm km từ mọi hướng và cao hơn đỉnh Everest khoảng 12 km. Lượng nhiệt sinh ra từ vụ nổ đủ lớn để khiến cát và đá tan chảy thành một hỗn hợp giống như thủy tinh mà ngày nay được gọi là Trinity. Nhà khoa học Robert Oppenheimer khi đó chứng kiến vụ nổ đã nghĩ đến một câu trong cuốn cổ văn của đạo Hindu rằng ta đã trở thành thần chết, kẻ hủy diệt cả thế gian. Vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki. Tuy rằng diễn ra cách nhau 3 ngày, nhưng hai vụ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản thường được xem như một sự kiện khiến hàng trăm ngàn người vô tội thiệt mạng, nhưng cũng buộc phát xít Nhật phải đầu hàng và chấm dứt Thế chiến thứ hai. Vào ngày 6 tháng 8 năm 1945, theo lệnh của Tổng thống Mỹ Truman, chiếc máy bay Boeing B-29 Super Fortress với biệt danh Enola Gay đã thả quả bom nguyên tử đầu tiên mang tên Little Boy có sức nổ 15 kiloton xuống thành phố Hiroshima. Ba hôm sau, vào ngày 9 tháng 8 năm 1945, quả bom thứ hai mang tên Fat Man có sức nổ 21 kiloton đã được kích hoạt trên bầu trời thành phố Nagasaki. Vụ nổ Chernobyl. Ngày 26 tháng 4 năm 1986, lò phản ứng số 4 của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Pripyat, Ukraine, khi ấy còn là một phần của Liên bang Xô Viết, đã phát nổ. Vụ nổ làm thổi bay nắp lò phản ứng nặng 2.000 tấn và tạo ra lượng bụi phóng xạ cao gấp 400 lần so với quả bom hạt nhân ở Hiroshima, lan rộng ra nhiều khu phía Tây Liên bang Xô Viết, Đông Âu và Tây Âu, Scandinavia, Anh Quốc và Đông Hoa Kỳ. Thống kê cho biết rằng có 56 người chết ngay lập tức, 47 công nhân và 9 trẻ em chết sau đó vì ung thư tuyến giáp và ước tính rằng có khoảng 600.000 người phơi nhiễm phóng xạ từ thảm họa cuối cùng sẽ chết vì ung thư. Các nhà khoa học ước tính rằng khu vực xung quanh nhà máy sẽ không thể ở được trong vòng 20.000 năm. Đây được xem là thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất lịch sử loài người. Vụ nổ ở đảo san hô Bikini. Thưa quý vị, trong giai đoạn năm 1945 đến năm 1946, Mỹ đã cho tiến hành các cuộc thử nghiệm dành cho hải quân trong việc chống lại các loại vũ khí hạt nhân và địa điểm được chọn để thử nghiệm là đảo san hô Bikini. Nó là một phần của chuỗi đảo Marshall ở trung tâm Thái Bình Dương. Ngày 25 tháng 7 năm 1946, quân đội Hoa Kỳ đã cho nổ một quả bom ở độ sâu 27 dưới mặt nước của đầm phá. Đây là lần thử nghiệm vũ khí hạt nhân dưới nước đầu tiên và đã dẫn đến đủ loại hiện tượng đáng kinh ngạc.
Vụ nổ đã tạo ra một hố sâu 9m và rộng 60m dưới bề mặt đáy biển. Trên mặt biển, nó tạo ra một vòm nước khổng lồ cao đến 1,6 km, tức là cao hơn cả tháp Burj Khalifa ở Dubai và tháp Thượng Hải ở Trung Quốc xếp chồng lên nhau. Chưa dừng lại ở đó, vụ nổ đã gây ra một cơn sóng thần cao 28m, mạnh đến mức nó có thể hất tung chiến hạm USS Arkansas nặng 27.000 tấn lên không trung. Làn sóng nước đã đánh chìm 8 con tàu khác và bao phủ những con tàu xung quanh bằng chất phóng xạ chết người. Vụ thử nghiệm bơm nhiệt hạch Tesla Bomb 3. Tesla Bomb 3 dịch ra tiếng Việt là bơm sa hoàng, được phát triển bởi Liên Xô trong giai đoạn chiến tranh lạnh. Đây là vũ khí mạnh nhất từng được kích hoạt trong lịch sử loài người. Vào lúc 11 giờ 32 phút ngày 30 tháng 10 năm 1961, trên khu vực thử nghiệm hạt nhân vịnh Midyushika, tại khoảng cách 4 km tính từ mặt đất, quả bơm đã được kích nổ. Nó tạo thành một đám mây hình nấm cao 64 km và rộng 40 km. Sóng xung kích đã càn quét và gây thiệt hại trong bán kính lên đến 1.000 km từ trung tâm vụ nổ, phá vỡ cửa kính tại Phần Lan và Thụy Điển. Bức xạ từ vụ nổ có thể gây bỏng cấp độ 3 ở khoảng cách 100 km và hủy diệt hoàn toàn mọi vật thể trên mặt đất từ khoảng cách 35 km, để lại một vùng ô nhiễm phóng xạ không thể sinh sống được trong vài ngàn năm tới. Đương lượng nổ của quả bom ước tính đạt 50 megaton, tức gấp 3.300 lần quả bom Little Boy mà Mỹ đã thả xuống Hiroshima. Đúng ra, nó có thể đạt tới sức mạnh tối đa lên đến 100 megaton, nhưng đã bị giới hạn xuống còn một nửa để hạn chế khả năng phát tán bụi phóng xạ. Nổ chợ pháo hoa ở Mexico. Mexico nổi tiếng với ngành công nghiệp sản xuất pháo hoa, trong đó nổi bật có thành phố Tultepec với lịch sử sản xuất pháo hoa hơn 200 năm. Mặc dù đã áp dụng các biện pháp an toàn sau các vụ nổ năm 2005 và 2006, nhưng không có gì là đảm bảo ở thành phố được ví là thùng thuốc nổ khổng lồ của Mexico. Vào ngày 20 tháng 12 năm 2016, từ một vụ hỏa hoạn nhỏ ở bên ngoài khu chợ pháo hoa San Pablito ở thành phố Tultepec, phía bắc thung lũng Mexico, đã gây ra một vụ cháy nổ liên hoàn vô cùng khủng khiếp. Ước tính có khoảng 300 tấn pháo hoa đã cháy nổ trong vụ hỏa hoạn, khiến ít nhất 42 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Vụ nổ lớn đến mức đã tàn phá toàn bộ khu chợ, biến nó thành một đống tro hoang tàn và phải mất 2 năm sau, người ta mới xây dựng lại khu chợ mới tại đây. Sau vụ nổ kinh hoàng trên, các tiểu thương và chính quyền địa phương cam kết tuân thủ các biện pháp phòng cháy nổ, nhưng không ai có thể bảo đảm rằng nó sẽ không thể diễn ra một lần nữa. Sự kiện Tunguska. Vào lúc 7 giờ 17 phút sáng ngày 30 tháng 6 năm 1908, một vụ nổ bí ẩn ở gần sông Bukamenaya, Tunguska, vùng Siberia thuộc Nga hiện nay đã san bằng 2.150 km vuông rừng, làm gãy khoảng 60 triệu cái cây. Cho các bạn dễ ước tính thì đó là một khu vực rộng gần bằng Tokyo. Về việc cái gì đã nổ mà to đến thế thì không ai biết cả, và đến nay thì vẫn chưa có lời giải chính thức. Các nhà khoa học đã đặt giả thuyết rằng đó là một vụ nổ trên không của một tiểu hành tinh hoặc sao chổi có đường kính khoảng 20m và nặng khoảng 185.000 tấn, phát nổ trên không ở độ cao 6-10 km. Vụ nổ ước tính có sức mạnh 4 megaton, tức là mạnh gấp 250 lần quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống Hiroshima. Ngoài giả thuyết về thiên thể nổ tung, vẫn còn nhiều giả thuyết khác nữa về vụ nổ làm đau đầu các nhà khoa học trong nhiều thập kỷ và biến nó thành một trong những bí ẩn lớn nhất của giới khoa học hiện đại. Do sức ảnh hưởng quá rộng cũng như nhiều tài liệu thất lạc trong Thế chiến thứ nhất, số thương vong chính thức về người vẫn chưa thể ước tính được. Vụ nổ ở cảng Beirut. Thưa quý vị, vào tháng 8 năm 2020, tại thủ đô Beirut của Lebanon, cặp đôi này đang chụp ảnh cưới thì một tiếng nổ kinh hoàng đã xảy ra, khiến cô dâu chú rể cùng ekip chụp ảnh đều hoảng loạn.
Vụ nổ được xác định xảy ra tại cảng Beirut khi 2.750 tấn amoni nitrat trong một nhà kho đã phát nổ khi không được bảo quản đúng cách. Sự việc xảy ra vào năm 2013 khi con tàu mang tên Vols chở amoni nitrat đi từ Georgia đến Mozambique. Tuy nhiên, trên đường đi, nó phải cập cảng Beirut để sửa chữa. Tuy nhiên, chính quyền Lebanon đã tạm giữ con tàu vì nó không trả phí cảng. Sau đó, amoni nitrat đã được bốc dỡ khỏi con tàu và được lưu trữ trong nhà kho cảng. Mặc dù đã được nhận nhiều cảnh báo về sự thiếu an toàn trong nhiều năm, nhưng không có động thái cảnh báo nào được thực hiện bởi các quan chức cấp cao của Lebanon khiến sự cố đáng tiếc xảy ra. Thảm họa đã khiến 190 người thiệt mạng, hơn 6.000 người bị thương, gần 300.000 người mất nhà cửa, phá hủy phần lớn cảng và những khu vực lân cận. Vụ nổ ở Thiên Tân, Trung Quốc. Vào ngày 12 tháng 8 năm 2015, một vụ nổ lớn bao gồm hai vụ nổ cách nhau 30 giây và xảy ra tại một nhà máy hóa chất ở thành phố Thiên Tân của Trung Quốc. Các nhân chứng cho biết mặt đất đã rung chuyển ở nơi cách xa vụ nổ nhiều cây số. Mức độ rung chuyển của vụ nổ thứ nhất tương đương với việc kích hoạt 3 tấn thuốc nổ TNT, trong khi vụ nổ thứ hai tương đương với khoảng 21 tấn thuốc nổ TNT. 36 tiếng đồng hồ sau vụ nổ, lửa vẫn tiếp tục cháy tại hiện trường. Vụ nổ nghiêm trọng đến nỗi chính Chủ tịch Tập Cận Bình phải kêu gọi thành lập một cuộc điều tra khẩn cấp. Hơn 200 chuyên gia về vật liệu hạt nhân và sinh hóa đã được triệu tập, trong khi các hoạt động cứu hộ không thể tiến hành vì mức độ độc hại của hóa chất. Mãi cho đến tháng 2 năm 2016 mới có kết luận về vụ việc. Theo đó, thùng chứa nitrocellulose khô trong nhà kho quá nóng là nguyên nhân gây ra vụ nổ. Con số thương vong chính thức được công bố bao gồm 173 người tử vong, 8 người mất tích và 798 người bị thương.